Thì còn những con này là hàng tuyển nha các bạn, tuyển nấm dinh hết nha các bạn. Các bạn thấy nhìn cái chất nấm này, nhìn cái nấm óng ánh này như kim cương các bạn, cực kỳ sang. Dòng G đẹp nhất là ở điểm đó các bạn, ở điểm cái bộ vàng nấm của nó và thiết kế của nó kiểu như những cái viên cạnh kim cương bát cạnh hết nha các bạn. Trên này thì dòng giống như đá kim cương này, đây, cực kỳ sang luôn. Đây dòng G là dòng cao cấp của hãng Sansui, size to 4 đồng hồ vu, cực kỳ là quyến rũ luôn nha các bác. Vừa nghi và trưng bày con này 310W, các bác vô tư mình chơi loa y nhạc 30-40, trở kháng là 4-16 ohm, đánh 2 cầu loa AB, A kèm B, bơi chạy 4 cầu điện, hiện tại là điện Mỹ là 120, các bác có thể chuyển bằng 100 hoặc là 200-24 bằng cách chuyển cầu bên trong hai cầu loa này các bác. Bát chép ton, ấn vào là chúng ta có tính bát chép hoặc ấn ra là nó không có bát chép. Lo nét này, volume tổng này, volume đài này, chuyển cầu rồi. Đấy. Những cái nút tab ở đây chúng ta không có dùng tới. Dolby FM, những con này là kiểu đều có công nghệ Dolby NR rồi nha. Máy đẹp keng các bác cùng ngắm lại lần nữa, em sẽ đi quanh quanh máy đây các bác cùng xem. Đồ đẹp của máy nha. G6000 bên em đang giao các bác là 26.500.000 nha. Đã bao gồm phí ship rồi. Được tặng kèm một bộ da AV nha. Khi các bác mua Amply bên em đều được tặng kèm một bộ da AV trong khuyến mãi tháng 7 này nha. Và giá thì bao tốt cực kỳ cho các bác. Máy là máy đẹp, tuyển chọn cũng như là máy chắc Mỹ về, chưa qua tay sử dụng Việt Nam. Tất cả bao zin hết nha các bác, bao zin hoạt động hoàn hảo nha. Chỉ việc cắm điện và sử dụng thôi. Đã, tất cả những sản phẩm mà em lên sóng trên video á, là đều hoạt động hoàn hảo, đều test kỹ lưỡng hết rồi chúng em mới lên video nha các bác. Nên các bác yên tâm, chỉ cần mình tốt. Còn các bác muốn thích video mà trước khi lên đường em đều làm video cho các bác hết. Còn các bác thích xài điện nào á, như 220 thì phải báo trước cho em để em chuyển điện trước khi em gửi hàng cho các bác. Con này series là 1547 này, 1547 bắt keng nha các bác. Hàng chắc Mỹ về thì các bác không còn bàn về cái độ chắc của nó rồi nha. 310W, 4 cầu điện, 1547 nha các bác. Nhớ giùm em nha, nếu xem video này yêu thích con này nhớ series 1547 giúp em. Và nếu nó bán rồi thì em sẽ đưa lên quát một sản phẩm khác. Đây là phần sò công suất chạy 4 sò sách. Rồi em sẽ mở cái nắp bên trong đây để các bác cùng xem đồ đẹp của máy nha. Những dòng series G6000 thì nó sẽ sắc siêu vàng. Những dòng mà series số chẵn nó sẽ siêu vàng các bác. 6000 này, 5000, 7000, 8000, 9000. Còn cái dòng mà series mà số lỉ á, thì nó sẽ xây trắng nha, như là 5.500, G7.500, G8.700 vân vân. Các bác thấy phê không? Đồ đẹp của máy nó óng ánh từng cái chi tiết, các bác có thể thấy từ trước mắt mà các bác nhìn tới cái sản phẩm luôn nha. Nó sang như thế đó, từ nấm nút này. Các bác nhìn như này nó kiểu như kim cương, mình nhìn là cứ nghĩ là nó sẽ nu ra nó nhọn nhưng mà không phải các bác. Nó nu ra một tí thôi, y như kim cương vậy đó. Đây em mời các bác cùng xem vĩ điệp của dòng G6000. Em nói như lúc đầu video là những dòng G mà số chẵn là nó sexy vàng, còn số lẻ là nó sexy trắng. Đấy, vậy thôi. G6000 rồi tới G7000, G7500, G8000 vân vân. Rất là mới nha các bác, tất cả zin tuyệt đối nha các bác. Máy là máy chất Mỹ về thì các bác không cần bàn về cái độ chất của sản phẩm, các bác nhìn qua trong video này thấy đồ đẹp nha. Con này em đang giao 26.500 nha, G6000 rất là đẹp, máy chắc bãi về. Đây là phần chuyển điện, các bác có thể chuyển điện qua cầu 100V 240 này đấy, tại vì hàng Mỹ điện 120V đấy. Rồi video đến đây là kết thúc, thì các bác cũng tôi cảm nhận được cái đồ đẹp rồi, thì tất cả riêng tuyệt đối hết, máy rất đẹp nha các bác, máy rất đẹp nha, rất hay luôn các bác. Cái sườn này nó sáng tròn, nó sạch sĩ đấy. Liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại 0978338142 hay là 0965770727, em giao hàng và ship hàng toàn quốc nha. Đợt này về chỉ có 1 cặp các bác, đợt trước về 3-4 cặp thì giao cho các bác hết rồi. Đợt này về chỉ có 1 cặp thôi mà nó rất là đẹp nha. Tại những cặp này em không về nhiều, chỉ dặn những cặp đẹp về phục vụ các bác thôi. Vừa rồi về 2 cặp, một bác gần nhà, hai bác lấy luôn 2 cặp đó luôn. Đây các bác cùng xem nha, đẹp lắm. 88A thì rất là nổi tiếng rồi, là dòng loa chuyên nghe nhạc vàng, nhạc rề 75, ghép với những con AK bằng cối, nghi đầu đét, nghi nhạc các bạn. Tấn Vũ giao linh gọi là tuyệt vời các bạn. Loa sở hữu là 6 đường tiếng, có nghĩa là nó sử dụng bass 30 các bạn, bass 30, 2 mic,
hai tráp giấy và một siêu tráp kèn. Thì trước tiên em sẽ qua chi tiết thùng vách trước, nói chung đẹp không điểm trừ nha, mà vẫn qua để các bác mình ở xa mình xem. Giá trên đã bao gồm phí ship rồi, các bác cọc tiền thì 2 triệu thì em đóng hàng và sự gửi hàng đến nơi, các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại là 22.800.000 nếu cọc tiền. Còn chuyển khoản đủ thì bớt 200, là chuyển khoản là 24.600.000 là các bác chỉ việc nhận hàng thôi. Sao cũng được, các bác muốn phương thức nào cũng được. Chuyển khoản thì không có đỡ tiền phí thu hộ nên em bớt 200 đấy các bác. Đây là tổng quan cạnh bên phải nha. Đây tổng quan này các bác. Đây là gift với những con Omni Sensui 7070 hoặc là 5000X, 5000A đều đánh tốt, có tùy phân khúc tầm tiền. Tầm tiền mà trên 20 thì các bác lựa chọn con 5000X hoặc là con 7070 nha. Còn dưới 20 thì rất là nhiều lựa chọn như là 881, 5000A, 2000X, vân vân, đều đánh tốt những cặp loa này. Đây là cạnh bên tay trái nha. Đây tổng quan. Billner Set 88AFB, hàng của thị trường Mỹ. Có chữ FB là của thị trường Mỹ nha các bác. Nguyên mộc mà cặp này đẹp lắm. Bác nào lấy thì liên hệ liền cho em nha. Đây các bác nhìn cái lân này. Đấy lân mọc ra các bác. Cái tem tròn này. Đây lân mọc này. Đấy. G40 mắt in da băng nhưng mà xuất cho thị trường Mỹ 8 ohm, 80W trên một loa. Với 80W thì nó hát rất là lớn rồi, các bác nghe nhạc là dư dữ rồi. Nghe nhạc là khoảng loa khoảng 5W là đủ nghe rồi các bác. Cái này 80W thì nghe phòng 35-40m² là vô tư. Rồi em mở EKG để các bác cùng chiêm ngưỡng vĩ điệp của cặp loa này. Tiếng loa cặp này gọi là tuyệt vời đó. Gần zin hết nha các bác. Nó là gần dòng gần vải á. Không phải là dòng gân sử dụng thiên thu luôn. Muôn đời là có. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất nha. Đây là tổng quan. Mình dẫn lại cái càng một tí cho đẹp. Đây các bác cùng xem nha. Đây là tổng thể này. Gồm là bát 30, hai mic này, hai chép và một siêu tráp kèn. Đây là cái giải mic của những dòng loa này, nó cho ra tiếng gõ, tiếng đầu cụ cực kỳ tuyệt vời luôn. Các bác nghe lóc cóc lên kèn rất là rõ nét. Đây tiếng loa đẹp lắm nha, từ tất cả gần zin hết, gần vải hết nha các bác. Tráp kèn 6 lỗ. Bao zin tuyệt đối nha các bác, bảo hành trọn đời sản phẩm nha. Đây, FB này các bác. Đây, các bác có logo FB không? Rất ngay luôn nha. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Bác nào có nhu cầu sơ cập 88A này liên hệ cho em qua hai số điện thoại này: 0978 338 14 hay là 0965 77027. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc.